Nó như thế này. Trước khi tôi là quân nhân thì trước đó tôi đã cầm máy rồi. Nhưng mà thời gian ở chiến trường thì làm sao có phim, làm sao có máy. Họ đành dẹp qua một bên, chờ đó xem sao. Nếu mình sống sót, bất cứ gia nào cũng phải mua cái máy. Chờ đợi. Mày chờ đó xem sao, tao mà sống được, tao mà sống sót được, tao chụp cho mà khoay. Anh thật là có ích trong cuộc sống này. Nếu anh làm cho một người nào đó, họ tự tin rằng họ đẹp, và họ tự tin rằng họ cũng tốt như mọi người khác, để họ vươn lên trong cuộc sống. Bức ảnh giúp anh điều đó. Trước khi chụp, có khi anh phải lau nước mắt. Thương yêu quý trọng con người ta không biết đó. Tôi chụp được bức ảnh của họ. Nếu là tôi chụp không đẹp, xấu rồi tôi giấu đi, còn nếu đẹp tôi tặng họ ngay. Tôi không nghĩ đến tiền bạc. Tôi cho rằng kỹ thuật số là một bước nhảy vọt khổng lồ trong nhiếp ảnh. Nhưng mà tại sao tôi lại thích máy phim? Giới nhiếp ảnh họ bị máy nó lừa họ một lần, rồi họ lừa lại họ một lần, rồi họ lại lừa người xem một lần nữa. Ánh sáng đó tôi đã cân đong đo đếm rồi. Tôi phải chọn góc chụp, cách chụp và bố cục. Chụp cho thật trung thực và lương thiện. Còn đẹp hay không thì cái sự phấn đấu của tôi. Nếu anh chụp đúng sáng đúng tốt và phim còn tốt, ống kính tốt, thì anh nhìn tấm ảnh anh chụp bằng phim, anh có cảm giác chạm tay sờ thấy được. Tôi không biết là mình có tâm thật hay không. Tôi tình nguyện để làm nô lệ cho sự trung thực. Mà người ta nói chân thiện mỹ. Ta đi để cho vơi nỗi nhớ. Cái không cùng không ở uống ăn. Bữa tôi chọn chân trời mệnh hỏi. Có cầu vọng và nỗi băn khoăn.